rất là cảm ơn anh Hùng nhá. Anh Hùng anh ở Hưng Yên, anh ở Hưng Yên anh đã đặt bên công ty Cốc Cốc Audio chúng em một chiếc súp, một cục siêu trầm mang thương hiệu Clip, dòng bass 30 rất là đẹp nhá, nổi trội ở đằng trước nó sẽ là một cái màn màu vàng đồng rất là đem lại một cái ánh nhìn, một cái nhìn rất là sang trọng. Em đang test và kiểm tra cho anh đây, thì sản phẩm khi đã được qua chúng em kiểm định kiểm tra đạt tiêu chuẩn, đạt chất lượng thì chúng em mới gửi hàng đi cho anh. Hiện tại em đang cho cục súp này nó chơi nhá, giờ em sẽ tắt đi để cho anh nghe và thẩm định cũng như là so sánh. Đấy. Hiện tại đây là như bây giờ là cục súp này đang không hoạt động nha anh ạ. Và em sẽ bật lên này. Cái cảm nhận đầu tiên nó là sự khác biệt khi mà tiếng súp nó hỗ trợ cái dải âm trầm ấm bát thì nó rất là chắc về cái tiếng trống, tiếng trầm. Về hình thức bên ngoài thì dòng này nó thiết kế rất là tinh tế. Hai bên này nó sẽ vo tròn đấy. Vo tròn những đường vo tròn rất là mềm mại. Mặt trước thì sẽ có một tấm ê căng bằng lụa. Nhưng theo như em, nếu như anh mua về trưng bày mà nhà không có trẻ nhỏ thì anh nên để cái mặt bát ra. Để cái mặt bát ra thì nó sẽ để cái mặt bát này ra thì nó sẽ phô được cái vẻ đẹp của cái chất lòng vàng của chiếc bát này ra. Cái mặt sau thì nó sẽ có những cách ghép nối như sau. Trước tiên sẽ là đường lay loa sen và đến hai level input. Thì tùy như mình muốn kết nối cái đường nào thì mình kết nối hai level input thì mình chỉ cần cắt một vài mét dây loa ra, mình đấu sau cầu đỏ đen của âm ly và cục đẩy mình đưa vào đây. Đỏ của âm ly với đỏ của súp, đen của âm ly với đen của súp. Còn đường lay loa sen thì mình sẽ lấy đằng sau đường xuất tín hiệu của chiếc âm ly thì mình đưa vào đường này. Cách ghép nối nó cũng rất đơn giản. Model của nó sẽ là SWK112 Clip. Thanh âm tản nhiệt thì được mạ đồng tông màu vàng. Bên này sẽ là LPF cắt cốt này, bên này sẽ là volume, đèn này và công tắc đảo pha, đảo sao cho đồng chiều. Dưới là dây nguồn. Về cách sử dụng của dòng súp điện này thì nó rất là dễ sử dụng, dễ đấu ghép, dễ sử dụng. Mà trải nghiệm âm thanh thì cực kỳ tuyệt vời. Phải nói là nó đem cho ta chất âm trầm âm bát cực kỳ sâu và hay. Thay mặt toàn thể anh em trong Cốc Cốc Audio xin chân thành cảm ơn anh và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh.